Tôi không biết cách các bạn bắt đầu ngày mới của mình như thế nào, nhưng mà tôi chia sẻ cho các bạn cái cách mà tôi bắt đầu ngày mới của mình từ năm 2009 đến bây giờ là 15 năm rồi đó các bạn. Và cái cách này tôi áp dụng, tôi thấy rất là hiệu quả. Đó là mỗi ngày tôi sẽ bắt đầu bằng cách là xem một câu nói ngẫu nhiên ở trong cuốn sách này. Cuốn sách này có 8.789 cái câu nói ngẫu nhiên. Tại sao là cái ngẫu nhiên? Vì ngẫu nhiên là mình sẽ không bao giờ biết được cái câu nói mình nhận được, cái thông điệp đó là cái gì cho cái ngày hôm nay. Cho nên là nó có cái tính randomness đó, nó rất là hay. Thứ hai á, là khi chúng ta bắt đầu ngày mới bằng cái việc là tôi chọn là suy nghĩ. Bởi vì là khi chúng ta bắt đầu ngày mới đúng cách thì thường là cái ngày của chúng ta nó sẽ kết thúc nó cũng đúng cách. Và cái suy nghĩ là một trong những thứ càng ngày nó càng xa xỉ, chúng ta lười biếng với việc suy nghĩ. Cho nên là gần hơn 2 tháng rưỡi 3 tháng này thì tôi ngày nào tôi cũng chia sẻ một câu nói như vậy để cùng đồng hành với các bạn cái hành trình của tôi cũng như cái hành trình của các bạn, xem thử là cái thông điệp chúng ta nhận được là làm sao, đúng không? Và cái thứ ba là vô cùng quan trọng nữa là trong một ngày nó sẽ có những cái việc nó xảy ra không như cái kế hoạch của mình, không như cái mong đợi của mình, không như cái tiên lượng của mình. Thì chúng ta dễ bị lạc trôi cảm xúc, dễ bị bực bội khó chịu, dễ bị giận dữ, dễ bị thế này thế kia đó các bạn. Thì câu nói nó sẽ thành cái kim chỉ nam, nó giúp cho chúng tôi, nó giúp cho chúng ta ha, giúp cho tôi định hình lại được cái cảm xúc của mình, định hình lại được cái suy nghĩ của mình, khi đưa ra cái quyết định thì nó sẽ trở nên là chín chắn và chỉnh chu hơn. Ok, hôm nay mình cùng nhau xem thử câu nói mà chúng ta nhận được là gì. Câu nói rất là hay các bạn nè. The better you are, the more people you influence. Nghĩa là khi bạn trở nên tốt hơn thì bạn có thể tạo được cái tầm ảnh hưởng với nhiều người hơn nữa. Đó. Nên đó là cái hành trình mà chúng ta phát triển nên các bạn, đó là một cái hành trình mà chúng ta tạo dựng cái thương hiệu cá nhân của mình, cái gọi là personal brand. Đó. Và cái personal brand này nó thể hiện thông qua cái việc là chúng ta có được ảnh hưởng như thế nào đến với những người xung quanh mình, bao nhiêu người biết về bạn, bao nhiêu người biết về cái công việc của bạn, cái những gì bạn làm, bao nhiêu người biết bạn về cái là mơ ước của bạn. Đó. Và bởi vì những cái gì bạn làm á, nó sẽ trở thành là cái gì đó khác cho người ta reference, là người ta ngó đến, người ta xem. Nếu là bạn một người sếp tốt, bạn là một người sếp giỏi, thì nhân viên của mình nó sẽ đem cái câu chuyện là bạn là một người sếp tốt, bạn là một người sếp giỏi, nó chia sẻ cho những người khác. Tự nhiên lúc đó bạn trở thành một cái, bạn có một cái personal brand, cái ảnh hưởng lời nói của bạn nó sẽ trở thành nó có giá trị, nó có chút gì đó cân nặng cho những cái người mà họ biết về cái tên tuổi của bạn. Và cái công việc của tôi, của bạn là làm sao chúng ta trở nên tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn, làm việc nhanh hơn, tốt hơn này, chất lượng hiệu quả tốt hơn này, kỹ năng kiến thức chúng ta tốt hơn này, cái mối quan hệ chúng ta tạo dựng tốt hơn này, những cái tốt hơn đó 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 đó, khi nó cộng dồn lại nó sẽ tạo ra một cái bản ngã của bạn, một cái con người của bạn nó tốt hơn, một cái giá trị thương hiệu của bạn nó tốt hơn, và cái tầm ảnh hưởng của bạn cũng từ đó nó lan tỏa ra để nhiều người khác biết đến về cái công việc của bạn, làm những cái gì mà bạn đang đeo đuổi, những cái gì mà bạn đang chia sẻ, bạn sẽ có cái tầm ảnh hưởng của mình tốt hơn vậy nha.